Mời cô Tạ Thị Nga, số báo danh 15A, năm nay 66 tuổi, hiện đang sống tại Quảng Ngãi. Bài hát dự thi Nụ Tầm Xuân, sáng tác Phạm Duy. Thí sinh chuẩn bị Lê Việt Hào, số báo danh 16A. Chào
chàng ơi nào khó. Một miếng trầu cay ơi chàng, chàng ơi chàng ơi. Go!